Mình cần phải đi tới các cái trung tâm vật lý trị liệu mà mình tin cậy nhất, hoặc nơi nào mà có cái máy móc mà hiện đại để mà mình kết hợp tập vật lý trị liệu để cho cái bệnh của mình nó lại đỡ hơn. Nếu mà cô ở xa quá, nghe nói cô ở ngoài Huế thì cô chưa sắp xếp được thời gian, thì mình nên tập các cái bài tập về nhà vào cái trang web của chúng tôi là ngocduc.com.vn. Mình tham khảo cái trang web đó để mình tập các bài tập đó trước, để sau khi mà nó sẽ giúp phần nào cho mình đỡ đau thôi, chứ còn để mà giúp cho nó hết đau hẳn thì nó không hết đau hẳn. Tại vì các cái bài tập đó nó giúp tập mạnh cái cơ bụng, cơ lưng. Mà cột sống của chúng ta nằm ở chính giữa, cơ bụng ở phía trước, cơ lưng ở phía sau, nó bảo vệ cột sống. Khi mà cơ bụng, cơ lưng nó vững chắc thì cột sống của mình nó mới vững chắc. Thì cô cần phải tập các cái bài tập đó kết hợp với cô uống thuốc, rồi sau này sắp xếp thời gian cô tới vào trung tâm của chúng tôi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc ạ. Chương trình xin mời vị khán giả tiếp theo đặt câu hỏi giao lưu ạ. Tôi là Dương Nhân Hải, anh ở Tiền Giang, năm nay tôi 45 tuổi, đang hốt để vị trí cổ và xuống tới vai trái. Nay nhờ bác sĩ là tư vấn tôi về tôi đắp thuốc nam rồi đó bác sĩ, ở nhà nhưng mà không hết, rồi tôi mới chuyển sang thuốc tây. Uống thuốc tây thì hết, nhưng mà hết thuốc thì đau lại. Nay nhờ bác sĩ có được không, nhờ bác sĩ cho biết và địa chỉ. Dạ vâng ạ, Thu Giang xin mời bác sĩ Tâm tư vấn ạ. Chào bạn, bạn 45 tuổi là tuổi trung niên rồi. Theo bạn kể thì bạn cũng có khả năng là bị thoát vị địa điểm cột sống cổ. Như nãy tôi nói là đau vai gáy, bạn cũng bị như thế. Thì chúng ta nên tập vật lý trị liệu như đầu chương trình hồi trước tới giờ đã nói. Chúng ta không nên mổ sớm, tại vì bạn cũng chưa phải là tê, rồi chưa phải là liệt, chúng ta cũng không cần phương pháp mổ, cho nên chúng ta tập vật lý trị liệu. Thì cái địa chỉ nếu mà bạn ở Tiền Giang, bạn lên thành phố Hồ Chí Minh cũng không phải là xa lắm, cho nên địa chỉ chúng tôi là nếu bạn lên thành phố Hồ Chí Minh thì bạn đến trung tâm chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức, số 001H, chung cư Lê Thị Riêng, đường Nguyễn Nhẫn Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nằm sau cái công viên Lê Thị Riêng. Trước khi đi thì bạn cũng nên gọi điện thoại tư vấn chỗ chúng tôi, là bạn ghi là số 0906 700 345. Tôi lặp lại để bạn có thời gian bạn ghi, là điện thoại tư vấn trung tâm chúng tôi là 0906 700 345. Xin chào bạn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Tâm. Chương trình xin mời vị khán giả tiếp theo đặt câu hỏi giao lưu ạ. Dạ, thì em tên Lưu Thị Phượng, ở lớp 1 xã Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai đó. Vừa rồi em đi chụp MRI á, thì bác sĩ nói là em bị thoái hóa cột sống, rồi thoát vị đĩa đệm. Mà bây giờ xương sống em nó đau dữ lắm, em ngồi không có được. Rồi nó giờ nó chèn ép xuống hai cái chân em, thì em không có đi được nữa. Thì em xin hỏi rằng em biết chào chỗ nào ra đó em đi điều trị. Dạ vâng ạ, Thu Giang xin mời bác sĩ Ngọc tư vấn. Dạ, tôi cũng xin chào chị, là chị cũng đã đi khám rồi. Trường hợp của chị là chị nói là bị thoái hóa cột sống kèm với thoát vị đĩa đệm cột sống, mà không nói là cổ lưng, nhưng mà chị có nói là chị đau hai cái chân nữa. Thì trường hợp của chị là thoát vị đĩa đệm của cột sống thắt lưng rồi. Trường hợp mà đau cột sống thắt lưng mà đã biết, đã đi khám, đã biết rõ rồi, đã chụp MRI rồi, biết mình thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng rồi, thì chị cũng cần phải điều trị bằng các phương pháp gọi là vật lý trị liệu, kết hợp với là uống thuốc. Chứ đừng có đi đắp lá cây giống như bệnh nhân vừa rồi, là đi đắp lá cây đắp đã đời rồi, cuối cùng cũng phải nhảy qua Tây y. Cho nên là thôi thì bây giờ mình đã biết cái bệnh rồi, mình đã biết con đường để mình điều trị rồi, thì mình điều trị đúng nơi đúng chỗ, là chị sẽ đi tìm các cái trung tâm phục hồi chức năng hoặc là các phòng khám chuyên khoa về các phục hồi chức năng mà có những cái nơi mà chị tin cậy nhất, những cái máy móc mà hiện đại để đáp ứng được cái bệnh của chị, để cho giúp cái chèn ép của cái thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nó không chèn ép nữa. Chị đau hai cái chân là không phải là do cơ, do xương, do dây chằng gì ở từ cái chân nó mà ra, không phải đâu, là do cái gốc nó nằm từ cột sống thắt lưng. Ở dưới cột sống thắt lưng nó có một cái dây thần kinh dân gian, người ta hay còn gọi là thần kinh tọa, thì trong y học người ta gọi là chùm đuôi ngựa. Thì cái dây thần kinh đó nó kéo dọc từ lưng lan ra mông, xuống đùi, xuống cẳng chân và xuống bàn chân. Cái bệnh này á, khi mà mình đã bị thoát vị đĩa đệm mà ảnh hưởng xuống chân thì chị không thể đi đâu xa được. Chị hôm đó mà chị vận động nhiều ha, chị đứng nhiều hoặc chị ngồi nhiều
hoặc chị đi nhiều thì tối đó về chị đau nhất kinh khủng giữa hai cái chân, giữa cái lưng nữa. Thay vì á, bình thường tôi có thể tôi đi 3-4 cây số tôi tập thể dục, nhưng mà những bệnh nhân như chị đi, những người mà như chị đã thoát vị đệm cột sống thắt lưng, mình đi xa không có được, mình đi chút xíu là bắt đầu nó đau giống như là có nguồn điện vậy, giống chân mình không thể điều khiển được, hoặc là nó tê bì luôn, nó dẫn tới tê bì cứng đờ luôn, là lúc đó mình phải cần phải nghỉ ngơi. Thì lúc sau mình mới đi tiếp được một đoạn nữa là mình nghỉ ngơi mình đi, chứ còn không có thể nào mình đi liên tục. Thì trường hợp của chị cần phải điều trị, tại vì cái cột sống cái chân thì nó dẫn tới cái teo cơ rất là nhanh, mà teo cơ thì nó dẫn tới cái vấn đề liệt. Tại vì khi mà teo cơ thì mình thay vì đó tôi đi 4 cây số nhưng mà chị đi 2 cây số, mà cơ nó bắt đầu một ngày nó làm việc là phải mình đi 4 cây số, đi trong nhà cũng được mà đi nhiều 4 cây số, nhưng mà bây giờ nó đi ít lại thì cơ nó phải teo rồi, cái cường độ làm việc nó ít hơn thì nó phải teo cơ, mà teo cơ thì nó dẫn tới cái vấn đề là yếu liệt. Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Ngọc. Chương trình xin mời vị khán giả tiếp theo đặt câu hỏi giao lưu. Thưa bác sĩ, tôi là 65 tuổi mà bây giờ cái lưng tôi là nó đau cái lưng, cứ đau nó đau lưng mà đi là nó kéo nó trì cái chân sau cái gót á, cái cơ nó trì đau cái chân, mà cái lưng nó cũng đau. Bây giờ nó tơ cái chân gì nó tơ, hai cái tay nó mới bị tơ thôi, mà hơn nữa là bị tiêu đường, bị áp huyết, đủ thứ bệnh hết bác. Bây giờ làm sao điều trị, bác chỉ bác hướng dẫn cho tôi vô trong đó để điều trị thứ là bao nhiêu tiền để ý ấy, tại nhà ở Tây Sơn hả bác? Dạ vâng ạ, Thu Giang xin mời bác sĩ Tâm tư vấn cho hệ khán giả. Theo cô trình bày thì cô 65 tuổi, cũng tương đối lớn tuổi, và cô đã bị tai và chân nữa, tương đối là nặng chứ không có nhẹ. Ngoài ra cô còn bị thêm những cái bệnh kèm theo, ví dụ như là tiểu đường cao cáp. Những cái tiểu đường cao cáp đó là cô không được mổ, đi bệnh viện người ta cũng không mổ cho cô được đâu. Bị chúng ta đường huyết chúng ta cao, huyết cáp chúng ta cao thì mổ thì nó biến chứng rất là nhiều. Cho nên cô chỉ có nước là đi tập vật lý trị liệu, nó an toàn cho mình, tại vì cô kèm theo những bệnh lý tiểu đường huyết cáp đó. Nhưng mà cô đã đau từ tay đến chân thì chúng tôi nghĩ rằng chắc ở cái thoát vị địa điểm ở cột sống cổ nó nhiều hơn, nó chèn ép cái đoạn tủy cổ, cái đoạn mà tủy sống mà cái cơ cổ á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tứ chi. Còn nếu cho chúng ta mà bị ở thắt lưng thôi á thì nó ảnh hưởng hai chân thôi. Tại chúng ta thấy là cái tủy cổ nó nằm đây, nó nằm ở đoạn cổ, nó nằm cao hơn hai cái tay, cho nên cái ép này ép thần kinh, là ép tứ chi luôn. Còn cái lưng á, thì nó không ảnh hưởng hai cái tay chúng ta, cho nên cô đã bị tay chân này có khả năng là từ cái cổ nhiều hơn là cái lưng. Cô nên đi tập vật lý trị liệu, điều trị cái đó tốt hơn. Tại cô bị tiểu đường huyết áp thì không bao giờ người bác sĩ người ta mổ cho cô được. Với lại cô lớn tuổi, cô nên cô ở cũng hơi xa, ở ngoài Bắc cũng hơi xa quá, cho nên cô tìm những cái nơi mà gần vật lý trị liệu, gần ở Hà Nội, gần nơi địa phương của cô á. Chứ cô lên Sài Gòn ở trung tâm tôi thì xa quá. Nhưng mà nếu mà cô có điều kiện thì cô nên đến ở trên trung tâm chúng tôi, có những cái máy móc hiện đại và những cái đội ngũ thầy thuốc kinh nghiệm, cũng như là tận có cái tấm lòng tận tâm đối với bệnh nhân, thì nếu mà cô có điều kiện thì cô đến chúng tôi kiểm soát, tầm soát cho cô và điều trị tốt hơn. Kính chào cô. Vâng ạ, xin cảm ơn cô. Có còn hỏi thêm đó là chi phí cho một lần điều trị để cho cô sắp xếp. Thì cái chi phí thì giống như lúc đầu tôi cũng có trình bày là nếu mà về cột sống thắt lưng á thì nó tầm khoảng 5 chuyên môn, mà một chuyên môn thì nó tầm khoảng 50 ngàn. Thì một cái chi phí điều trị cho cái cột sống thắt lưng thì khoảng tầm 200 mấy. Còn nếu mà cột sống cổ thì cũng như vậy. Cho nên là cô tự sắp xếp theo cái khả năng của mình. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn hai bác sĩ. Chương trình xin mời vị khán giả tiếp theo ạ. Thưa bác sĩ, tôi là ở Lâm Đồng. Lâm Đồng bây giờ tôi bị thoát vị địa đệm là L1, L5. Nhưng mà cái lưng đau xuống tới tới mông, tê cái chân. Thì tôi hỏi bây giờ về cái bệnh viện đó là ví dụ, thứ nhất là coi như chữa bệnh thì tôi cũng đang nghe rồi. Nhưng mà bây giờ về đó là tình hình nó ăn ở nó làm sao, tại vì ở xa quá đó là bác sĩ à.
Và điểm thứ hai nữa là coi như là rồi chi phí nó làm sao, một ngày là bao nhiêu tiền, xin bác sĩ cho biết vậy. Cảm ơn. Dạ, anh cũng nói là mình cũng đã hiểu rõ cái bệnh và mình cũng biết được cái phương pháp điều trị giống như chương trình nãy giờ anh đã nói rồi. Thì cái bà anh băn khoăn nhất là thứ nhất là chỗ ăn chỗ ở, và cái thứ hai là cái chi phí. Thì cái chi phí tôi cũng mới trình bày là một chuyên môn nó tầm khoảng 50.000, thì mình gọi khoảng tầm là 5-6 chuyên môn thì mình tự nhân cái giá tiền lên. Và tiếp theo nữa là chỗ ăn chỗ ở thì kế bên cạnh phòng khám của chúng tôi hiện tại là đang có một cái khách sạn kế bên, nó cũng giá bình dân thôi, một khách sạn 5-6 người vậy đó mà có khoảng 250-300.000. Và nếu mà anh muốn ở lâu dài hơn thì ở đối diện phòng khám của chúng tôi nó có cái khu nghỉ trọ cho bệnh nhân người ta ở lại xa đó. Thì cái chỗ ăn có chỗ ở thì nói chung là anh cũng không phải lo. Còn nếu không thì anh phải gọi điện trước tới cái phòng khám của chúng tôi trước khi anh lên, để anh cần những cái gì, anh cần trang bị những cái gì, sắp xếp những cái gì, thì sẽ có cái phòng tư vấn, người ta sẽ tư vấn cho anh rõ hơn bằng số điện thoại là 0906 700 345. Thì anh sẽ tư vấn trực tiếp. Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ Ngọc. Còn ít phút nữa của chương trình thì xin bác sĩ Ngọc có thể trả lời một cái câu hỏi có khá nhiều khán giả quan tâm, đó là bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có thể phòng ngừa được không, và cách phòng bệnh như thế nào thưa bác sĩ ạ? Dạ, cái bệnh về cái thoát vị đĩa đệm cột sống cổ thì mình có thể phòng ngừa được. Thay vì bây giờ mình chưa bị, mình lâu lâu mình làm việc thì mình nó hơi căng cơ đau đau chút xíu thôi, đại đa do mình làm việc quá mức. Mà mình khi đi khám mà mình chưa bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, hoặc là từ đó giờ mình chưa bị, thì mình cần phải có những cái tư thế đúng khi mình trong sinh hoạt và lao động. Tư thế đúng nó như thế nào? Đó, thay vì tôi ngồi để tôi giao lưu, tôi trả lời với quý vị khán giả, tôi ngồi ở tư thế 90 độ một góc như thế này, chứ tôi cũng không ngồi như thế này, mà tôi cũng không ưỡn cái lưng tôi ra quá mức. Tôi ngồi ở tư thế như thế này thì cột sống nó không chịu lực nhiều. Cột sống cổ, cột sống lưng nó đang ở cái bình quân của cái lực cơ nó, nó không bị mất, nó không có kéo qua đây trước nhiều, mà hoặc là không có ngửa ra phía sau quá nhiều. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc ạ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả xem đài. Tuy nhiên do thời lượng của chương trình có hạn cho nên chúng tôi chưa thể đáp ứng hết được, rất mong sự thông cảm của quý vị và các bạn. Tuy nhiên quý vị và các bạn cũng có thể liên lạc theo đường dây nóng 0822 369898, 0906 700 345 thì được tư vấn trực tiếp. Vâng, chương trình ngày hôm nay chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Ngọc và bác sĩ Tâm đã dành thời gian tham gia chương trình ạ. Xin chân thành cảm ơn phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng vật lý trị liệu Ngọc Đức thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Xin kính chào tạm biệt. Phòng khám chuyên khoa phục hồi chức năng Ngọc Đức chuyên tư vấn thăm khám và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, cột sống lưng, cột sống cổ, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa. Phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm trong việc thăm khám và điều trị bệnh với các trang thiết bị máy móc hiện đại nhập từ châu Âu, tận tâm y đức, luôn nhiệt tình phục vụ trong tư vấn thăm khám điều trị để đạt được kết quả trị liệu với hiệu quả cao nhất, đem lại cuộc sống tinh thần một cách mỹ mãn, hạnh phúc cho quý bệnh nhân. Đó là phương châm hoạt động của phòng khám chuyên khoa Ngọc Đức.